Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Thanh Easy đây. Thì hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục chơi cái series là Roblox nhé. Và ok, thì hôm nay mình sẽ làm theo cái comment của bạn là xem nào. Đây sẽ có cái comment của bạn là Phương Vũ được nhiều người like nhất, 6 like. Thì mình sẽ làm cái anh ơi chơi sinh tồn giữa các con quái vật đi. Thì mình có tìm trên mạng thì hình như là đó chính là cái map giữa Iceland thì phải. Thì mình sẽ chơi cái game đấy nhé. Và nếu các bạn thích mình làm về cái game nào, hãy comment ngay phía dưới này. Mình sẽ lựa chọn cái comment được nhiều người like nhất để làm trong ngày hôm sau. Thì như bạn Phương Vũ thôi, được 6 like đây. Và chúng ta sẽ vào thôi nào. Chúng ta sẽ vào thôi. Và nếu như các bạn thấy video này hay, đừng quên bỏ lại một like, một subscribe để ủng hộ kênh mình nhé. Ok, let's go nào. Đây là cái giao diện của cái Iceland. Và mình sẽ chỉnh màu tóc này, kiểu tóc luôn. Skin color, màu da này, có rất là nhiều màu da cho anh em chọn các kiểu luôn. Đây mình lại đi, đây là cái quần đỏ luôn, áo à, quần đỏ áo vàng nhìn bựa vãi. Và khuôn mặt thì mình sẽ chọn kiểu khuôn mặt gì đây. Lè lưỡi này, mặt mèo này, mặt cười này, mình rất mép, mặt cười đều các kiểu luôn. Đây kiểu này rất ngon. Ok, và chúng ta đang ở trên một cái máy bay ạ. Cái máy bay đã bị rơi xuống hòn đảo rồi. Có gì vậy, con hiệu à? Wow. Và hiện tại ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 7 người chơi tất cả. Yes, cái gì nhặt đây ta? Cái gì ta? Ok, snack. Ok, snack. Là sao, ấn F à? Ấn F nhặt được cái gì ta? Nó cho mình một đống thứ gì này. Yeah. Hoa, flower. Cái gì đây ta? Nhặt luôn. Và mình có thể ấn chữ H để có thể là xem được các lệnh đây. Ấn G để mở inventory này, build, xây dựng cũng như là khỏi chế tạo đồ. Ấn C, crush, G là bật đèn sáng lên này. Hay ta, có thể chế tạo ra được cái iron từ cái gì ấy, sử dụng cái metal craft, scrap. Khá là nhiều thứ ta, mình sẽ xem nào. Ok, ấn G đúng không? Ấn G để mở inventory lên. Đây là có cái dìu này. Ok, equip thôi. Ta không hiện đồ rồi ta. Snack này, snack để ăn này. Nó sẽ tăng, ui trời ơi, cái snack của mình. Cái mình có một cái dìu luôn. Chúng ăn G nào. Dìu tại đây. Ok, nó có cái dìu rồi. Ok, nhặt được cái gì đây? What, đồng hồ à? Ok, nhặt thứ nhiều thứ vậy. Chúng ta đi chặt cây trước đi. 1, 2, ok, sao không được vậy ta? Ở đấy, đấy, một đống này, một đống cái thứ này. Ok, nhặt. Đúng rồi, xin rồi, trên hoang đảo khác thì mình có xem qua, hình như là cái trò này nó sẽ vào ban đêm, rất là sợ hãi ạ. Chúng ta phải là craft đồ, phải craft ra một ngôi nhà, xong rồi lửa trại các thứ, thức ăn, nước uống. Chúng ta có ba cái đen chỉ số bên kia, máu này, thức ăn, nước uống và cái mệt mỏi. Chặt cây đã, tính sau. Và ok, mình sẽ vào quay trở lại cái phần build để có thể xem là mở. Ok, ấn F để nhặt được anh em nhá. Ấn chuối này, cho có chuối này. Chuối có ăn được không ta? Chắc ăn được chứ. Rồi. Rất là nhiều sticker và chuối này. Chúng ta sẽ ấn G lên. Ok. Snack này, stick này. Cái đồng hồ để làm gì ta? Cái vật liệu thôi. Coconut là quả dừa đúng không? Quả dừa này. Quả dừa sẽ tăng máu này, tăng nước này, tăng thức ăn này, stamina thể lực và tăng cái độ ngủ 6%. Cái banana cái này thấp hơn tí nhưng không sao, cái có đồ ăn là tốt rồi. Và mình sẽ xem là có thể chế tạo được cái building này. Ok, chả cái này nó không có hình ra, hơi khó building nhỉ. Ui nhiều người chơi lắm, còn ít người đâu nào. Building này, wooden spire, một cái quả ghi giáo không, explosion trap, cái bẫy này, cái giường ngủ này. Ok, rất là nhiều thứ. Building này, okay, mình có thể là chế tạo cái nhà không. Đây là cái bức tường này. Cabin, small cabin, 10 lock. Ok, 10 lock mình đang có bao nhiêu? Có 7 lock rồi. Rồi, mình sẽ xây cái đây trước nhé. 10 lock rồi. Nào, đi chặt gỗ nào. Để kiếm chỗ nào xây nhà cái. Xây nhà. Ra hết đi. Ok, có banana không? Có chuối không? Tôi muốn ăn chuối. Các chỉ số nó sẽ giảm dần. Cái này như kiểu game sinh tồn, có táo, apple. Đây là quả táo rồi. Sticker này, tiếp tục nào.
Nào, chặt cây này, chặt cây này, chặt cây, chặt cây. Đập xuống, đấy, một đống này anh em. Wow, wow, wow. Thì anh em nào muốn chơi mình thì có thể kết bạn với Thành EZ92 nhá. Và tối thì mình có thể sẽ live stream game Roblox này. Chúng ta sẽ quắng hàng tuần, hàng tối sẽ quắng live stream đều. Và anh em nhớ ủng hộ mình nhé, bằng cách là hãy nhấn đăng ký cũng như là subscribe, chia sẻ kênh. Táo kìa, có táo kìa, ngon ngon ngon. Có 10 lock đấy, cần chặt thêm ít gỗ nữa. Chặt này, cái rìu không? Mình sẽ có một cái cuốc chim. Cuốc chim phải đào ra được cái các khoáng sản khác như là kim loại chẳng hạn. Cái này là mình nhớ đến ARK Survival. Ok, sticker kìa, ui, nhà nó đẹp ra khi mình bay. Mình xây nhà ở đâu đây ta? Không biết là bọn nó ở đâu cơ. Khá là đông người đây, rất là đông luôn. Nhưng mà không có ai là bạn mình đây trong này rồi. Chặt, chặt cây, chặt cây, chặt cây, chưa đến tối đâu. Nào, nào, nào. Nào, nhặt hết các thứ có thể. Ok, ok, khá là nhiều. Cái này không có cái giới hạn cái lượng mang vác nhỉ. Nhặt thoải mái luôn đấy. Chặt, small cabin. Một cái bếp lửa này. Một cái giường để có thể ngủ được. Ok, ok, ngủ ra sẽ trời sáng luôn. Không phải không nhỉ, mình không biết nữa. Kệ, kệ đi. Rồi, nhặt đi. Nhặt hết sạch chưa? Đâu ta, mình sẽ cần kiếm một cái chỗ. Lợn, 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 săn lợn. Săn lợn, nó chạy nhanh nhỉ. Con này hai vả, thịt lợn, ok. Một đống thịt lợn luôn đấy anh em. Nào, nào, sẽ leo lên này. Đập vào cây, ok, cái rìu này gần như không hỏng rồi đấy. Một đống này. Nhặt hết có thể nào, nhặt hết, sticker. Chuối kìa anh em, chuối kìa. Và anh ta đang có bao nhiêu ta? Có locks 23 rồi. Ok, có thể small cabin này. Tower, 30 lock, 30 stick. Wow. Cái lock cabin 50 lock. Ok, 15 rocks. 15 rocks mình chưa biết cần làm cái gì cả. Ok, đo này. Một cái house. FPG house. Một cái thuyền này. Wow, nhiều lắm. Đo frame các kiểu luôn. Mình có thể xây dựng rồi. Từ từ rồi, nó sẽ xây dựng. Rồi, mình cần phải xây một cái ngôi nhà ở đâu ta. Mình sẽ kiếm đó. Kiếm cái vị trí để xây nhà đấy anh em. Chỗ nào đạt được nhờ mình sẽ lên trên kia và xem chỗ nào cao giáo tí có bấy trông này. Khỏe tởm ta. Cái gì đấy? Còn kia là có một cái vali kìa. Vali à? Cái gì đấy? Vali đấy. Đấy, một đống này. Một cái... đấy rồi, ôi. Cái gì đấy? Một cái bảng bạch à? Hay ta? Ok, ok. Cái này rất là nhiều lắm vali đấy anh em. Ồ, mình phải xây nhà trên này đi. Xây khu nhà này có thể nhìn xuống dưới này. Ta sẽ ấn G này và ok, ta sẽ xây một cái small cabin 10 lock. Ok, ok, cái nhà nhỏ nhỏ thôi. Rồi, rồi. Đấy, một cái small cabin rồi. Ok, ok, hay ta. Và mình sẽ làm cái cửa không? Cái cửa. Cửa cái đo đúng không? Wooden platform này, window frame đo này. Cửa này 5 stick. Ok, mình sẽ làm cái cửa, nhưng mà cửa này nó sẽ hoạt động kiểu gì ta? Mình còn chưa biết nó sẽ làm kiểu gì đây. Không biết được sẽ hoạt động kiểu gì ta. Cái cửa cái này này. Đo này. Mình thử làm thế. Heo. Không được ta. Đo đúng không? Có thể xoay được không? Không xoay được ta. Mình không biết làm cái cửa này nó sẽ để ở đâu đây. Nó sẽ để vào chỗ nào đây ta? Thử xây em như nào. Ok. Không biết xoay kiểu gì luôn. Bó tay luôn. Rồi. Sau khi làm xong cái này rồi, một cái nhà cơ bản này, một cái nhà gỗ cơ bản thôi. Để tránh được cái bọn quái vật trước gì đấy. Mình sẽ xây em. Xem nào, cái gì là cái sàn này, cái sàn này. Có cái tường không? Stone này. Small cabin này. Cái defense wall này. Cái tường này. Building. Ok, ok, ok. Mình sẽ xây luôn đây. Ok, một bức này. Defense wall. Hai bức luôn. Rồi. Ok, nhìn khá là chối luôn đấy. Rồi, mình sẽ xây đến lúc nào mà nó hết thôi. Xây ra sát vào nhau vào đấy. Để nó không thể nào mà vào được. Defense wall luôn. What the hell?
rồi rồi rồi, mình muốn xây nó thẳng thẳng thôi mà. Ok, xây bây giờ thẳng chỗ nào đây? Bên này, bên này này. Xây xây nào ta? Nhưng mà làm thế nào để nó có thể xoay được ta? Không biết xoay kiểu gì luôn. Ok, xoay kiểu gì nhỉ? Không xoay được luôn đấy. Ấn Z này, P để destroy này. Ok, làm gì đấy? Xoay kiểu gì nhỉ? Ok, chúng ta sẽ có thể nấu được bữa ăn này. Thôi kệ đi á. Rồi, mình sẽ bỏ cái happy đi. Khá là khó hiểu ta. Đây, chúng ta sẽ xây bước một bước vào đây này. Một bước vào đây này cho nó sát nhau chỗ này vào. Đấy. Và một cái cánh cửa, chắc là tầm cửa đây được không ta? Để mình thử xem. Một cái cánh cửa đúng không? Một cái đo. Đây là đo. Hết rồi. Hết rồi nha anh em. Chúng ta đang sắp về chiều rồi kìa. Chúng ta sắp về chiều rồi kìa. Mình nhận những thứ có thể nào để có thể là sinh tồn coi nào. Trời ơi. Trời, chiều sắp đến rồi. Chiều sắp đến rồi. Một cái gì đây? Coin này. Lắm thứ linh tinh vậy ta. Nhà thêm gỗ nào. Ta đi nhất khoảng 3 cây nữa để có thể lấy nguyên liệu, thức ăn, nước uống, các thứ. Đang đói kìa. Ta sẽ chuẩn bị bữa tối sau. Coconut, cái trái dừa, gỗ, sticker. Đây, nhiều rồi. Lên. Có lợn. Thôi kệ có lợn đi. Không biết ăn thịt sống được không ta? Gần, thịt. Khá là nhiều thịt rồi. Tiếp tục đập tiếp. Ok. Và đây nhặt thêm gỗ nào. Gỗ rất là nhiều luôn. Mắc gỗ này. Sticker này, thực ra cũng không nhiều lắm tại vì mình xây một tí đã là hết rồi. Nhưng mà ít ra mình có một cái ngôi nhà để trú tạm được vào ban đêm. Không thì cũng vỡ cả mồm đấy. Rồi. Rồi, một cái medikit. Ok. Rồi, ta sẽ về thôi. Và mình sẽ núp tạm ở đây đi. Xây tạm thêm một bức tường ở đây đi. Ok, G này. Cái lửa chạy là cái gì ta? Basic fire pit này. I lock. Đây, lửa chạy rồi. Yeah, có lửa chạy rồi, có nào về đây. Ăn uống đã, ăn chuối lên. Nó sẽ tăng chỉ số lên kìa. Rồi, ok. Và xây thêm một bức tường nữa. Ok, có con gì đấy? Nó vừa đánh mình, nó bay lên trên này. What the hell? Có con gì nó vừa đánh mình hay sao ấy ta? Sợ quá nhé. Chúng ta sẽ có cái gì đây? Đây, con gì đấy? Nó vừa lao vào mình. Thịt con gì ấy? What the hell? Ta phải sợ cái mày á. Cái gì ta? Cái gì thì có thể là... cái gì có thể tránh được con nó nhỉ? Cái gì có thể bật được lửa đây? Gì. Đèn. Nào, đi săn nào. Quái vật này, đâu rồi? Đây này, đối đầu với quái vật đúng không? Đâu rồi? Ui, sấm trước, các kiểu kìa. Thử nhặt luôn. Quái vật đâu? Ra đây nào. Thợ săn quái vật đây. Hunter. Tìm mãi không thấy vậy ta. Không có con nào luôn. Chạy đâu hết ta. Ok. Thử tắt đèn đi nào. Tối mù luôn, không nhìn thấy cái gì luôn. Có sấm chớp các kiểu chứ. Sợ vãi nồi. Một quả chuối này. Rose. Rốc ở đâu kìa. Ok, chúng ta vẫn là đi sâu vào trong cái này. Như không có ai thì phải. Không có con gì trong này thì phải. Chứ không phải là ấy nữa. Ok, sẽ đi tìm xem. Ok, my house này. Cái không bản đồ ta. Bản đồ đâu? Không bản đồ luôn. Cái này phải tự đi tìm nhau luôn đấy. Ok, cái lửa chạy của mình kìa. Mình có thể phát hiện được cái lửa chạy của mình so với các cái thứ còn lại. Tưởng là lắm quái vật lắm chứ ta. Không có nào vậy. Ok, đây là cái vực đúng không? Chúng đi đâu đây? Tôi đã vãi nồi rồi. Uầy, gặp có gì đây? Sợ mày. Quái vật. Nhờn. Chém. Uầy, đừng có gì. Iron armor. Ai ta? Ngon. Ok. Iron armor. Equip. Rồi.
Ra khỏe hơn rồi đấy, bắt đầu trâu rồi đấy. Chằng chằng vẫn có mặt trăng kìa, sợ quá ta. Đâu rồi, đâu rồi, đây nhà mình này. Xuống dưới này thì sẽ có rất là nhiều bọn hơn. Để đi vực, đi vực đúng không? Đánh rồi. Chúng ta đi đâu đây? Vừa mới xuống cái gặp ngay con ma. Sợ bánh hoàn. Quái vật à? Trông. Sợ hãi kinh khủng đấy. Nào, xuống đây nào. Sợ á, ra đây. Ok ok, ăn đã. Bán à. Ok, con gì vừa đánh mình ra? Mình vừa lấy con gì luôn. Coconut, ăn dừa đi. Rồi, ăn dừa tăng máu. Tuyệt vời. Đây là cái trông mà. Có quái gì đâu. Mới giết được có hai con quái vật thôi. Ok, đang sẽ đợi khoảng bao nhiêu phút đấy để. Cái gì kia, nhìn cái gì kia. Nước, uống nước. Đây là biển. Đã có thể ấy được. Phân biệt được bọn này không có nước cái gì nhỉ. Chả nhìn thấy quái gì luôn. Bao nhiêu người đây mà chơi mà. Cái này kiểu sinh tồn theo từng ngày của đấy. Ngày một chắc là nó yên bình thôi. Các ngày sau nó sẽ càng khó dần lên. Nào nào, cho anh đi tìm. Có gì không ta? Ui, có một bình gì đấy. Chemical. Rồi, hình như trời sắp sáng rồi anh em. Không phải lo lắng gì nhiều nữa. Ok, đi đâu đây? What the hell? Kia bãi biển rồi anh em. Có thể nhìn thấy bãi biển kìa. Chặt cây nào. Sorry này. Nhân. Chặt. Mình tưởng cái gì? Có táo này. Là táo để ăn hồi máu này. Rất là nhiều táo luôn. 2-3 trái táo liền. Ok. Quái vật đâu? Để bãi biển rồi. Bãi biển và lì rơi nước. Các kiểu này. Để trong này có snack này ngon. Để xem kỹ snack. Ok. Lại cái miếng mạch điện nước gì đây. Ok. Là bao giờ mới sáng vậy ta? Mình không biết bao giờ sáng luôn. Rồi mình đi tìm quái vật đây. Chứ không phải là quái vật đi tìm mình nữa rồi. Trông mà bình tĩnh nào. Bọn này hình như săn hết quái vật rồi thì phải. Chẳng có một con nào luôn. Hello Meku. Quái vật đâu vậy? Quái vật bây giờ vậy ta? Không thấy đâu cả luôn đấy. Hello. Chém nào, lao đây về chém nào. Yes. Đâu rồi? Gần như là không có rồi. Đâu ta? Cái gì kia? Cái gì kia mình thấy một cái gì đấy? Ui, trời sắp sáng rồi anh em. Cho thấy quáng rồi. Trời sáng nào. Từ quái vật. Con hươu này. Lấy thịt. Úi dồi, tiếng thịt to luôn nhé. Nào. Quái vật thì chắc sẽ có rồi. Nhưng mà đây là ngày đầu tiên vì nó sẽ khá là đơn giản thôi. Không có nhiều thứ. Và mình cũng không thấy nhà của nó ở đâu cả. Lạ ta nhờ, không thấy nhà đâu cả. Mà rõ ràng rất là nhiều người chơi ta. Chứng tỏ cái hòn đảo này rất là rộng. Con gì kia? Chúng ta nhìn thấy một cái con gì kìa. Cây à? Cái cây hay con gì kìa? Để xem nhá. Xem đây con gì. À không, đây cái cây anh em ạ. Đây một cái cây thôi. Không phải là con gì cả. Khá là buồn ta. Cây đúng không? Vào rừng sổ cho cái là con ma nhé. À, cây. Một cái cây gì đấy. Mà chơi thì đi sáng rồi anh em. Đấy, có thể nhìn thấy được rõ rồi. Ok, let's go. Mình nhìn tận đâu rồi vậy? Không biết mình nhìn tận đâu rồi. Nhưng mà có khá nhiều thứ để nhặt. Mấy cái bình trước các thứ có thể nhặt được ngay. Rồi, và mình sẽ kết thúc tập này ở đây nhé. Và nếu các bạn thấy video này hay, đừng quên bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình. Cuối cùng thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo của Roblox. Bye bye.